Nghệ sĩ Cao Thị Thắng sẽ gửi đến chúng ta một bài ca theo thể điệu Long Ngâm, tựa đề Nhớ ơn tổ nghiệp của tác giả Võ Hồng Quang. Giang Tĩnh đơn Lục Duy Cầm. Nhạc sĩ Hai Dĩnh đơn Nguyễn Cầm. Và nhạc sĩ Tâm Thúy đơn Thập Lục. Nhạc sĩ Ngọc Thú đơn Nguyễn Cầm. Thank you.
là đẹp đẹp.